Theo báo Dân Trí, chiều 6 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang. Cho đến khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ này, Thượng tướng Lương Tam Quang là Thứ trưởng Bộ Công an. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua. Như vậy, Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành người kế nhiệm của Đại tướng Tô Lâm, người đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước hôm 22 tháng 5. Với việc ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Công an, bộ máy lãnh đạo của đơn vị này hiện có 5 lãnh đạo gồm Bộ trưởng, Thượng tướng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ông Lương Tam Quang có trình độ cử nhân luật, an ninh. Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012. Hai năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp hàm thiếu tướng. Tháng 10/2017, ông trở thành Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an và giữ cương vị này trong gần 2 năm. Được thăng cấp bậc hàm trung tướng năm 2019, ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13, vào đầu năm 2021, ông Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Một năm sau, ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.